Hello, anh xin chào anh em chú bác nha. Thì hôm nay em có số máy để giới thiệu đến anh em ha. Thì mong anh em thương và ủng hộ ha. Anh em thương em cho em xin một like, một lượt đăng ký nha anh em. Em xin cảm ơn anh em rất nhiều nha. Thì em cũng xin cảm ơn clip trước anh em đã ủng hộ ha. Thì đó. Thì em có cưa nè, vít nè anh em, cưa vít nè, rồi cắt tay gen ha, cưa kiếm với lại bắn tôn, cưa gỗ ha anh em. Em cưa có cưa gỗ cây mắt đó 24V ha anh em. Với lại em có một cây tiện găng nè. Đó. Này là vít gốc của Hitachi ha anh em. Pin này pin 6 cell anh em ha, pin 6 cell. Rồi, với lại mấy cái đồ lặt vặt linh tinh lý chứ em còn cây hay cây nè anh em ha, thì em mới giới thiệu luôn nha anh em. Rồi thì với lại em có cặp này anh em. Đây nè, boss ha. Cái này boss của này có Hitachi nha anh em. Cái này là vít dặn ra sửa điện tử anh em ha. Nên ngày con này đời nó cao lắm anh em. Thấy như vậy nó lợi hại, có ngắt lực với lại ấy ha, để chút xíu em giới thiệu luôn ha. Rồi thì em giới thiệu con này trước nha anh em, con này hơi khá nặng cho nên em giới thiệu trước nha. Rồi thì mong anh em thương và ủng hộ ha. Thì anh em nào yêu mến em hơn nữa cho em xin một lượt chia sẻ nha anh em. Em xin cảm ơn em rất nhiều nha. Thì con máy này á, để em lấy hoàng bền cái ha. Cái số máy là hoàng bền, bùa nó qua nó bự lắm. Rồi anh em nha, này để em quay chi tiết cho anh em xem ha. Thì đây là cái đầu gen của nó nè, nè cái đầu này là đầu để mà để siết nè nè ha, đầu để siết dướng chừng dưới à, nặng quá nên nó dặn rất là mềm, nên nó mềm như luôn nè. Tại vì nãy giờ em rửa nó bị kẹt đồ á, em rửa ba cái bắn ba vớ nó kẹt á, em làm cho anh em chân chu đàng hoàng ha. Em bao với anh em là làm chân chu đàng hoàng để cho anh em xài ha. Anh em cứ việc mua về là xài, con này nó hình như là nó đủ bộ luôn anh em, nó không có thiếu gì đâu ha. Thì để em lật cái bạc này lên ha, nhìn cũng khá là đẹp nha anh em ha. Thì cái đầu này em gắn đầu nhỏ nha anh em cho nó nhẹ ha, mình gắn này vô. Này mình muốn tiện bao nhiêu, này là ổng khoảng cỡ 60 nha anh em ha. Ổng này 60, con này nặng lắm nha anh em. Rồi con này 50 mấy nè anh em. Đó. Không. 55, không tới 55, 53 gì đó. Rồi, để em dặn vô sơ cái ha. Đó, này mình siết vô vậy nè. Rồi bắt đầu mình siết này lại ha. Rồi cái này là mình chỉnh ốc nè. Tại cái này nó ấy anh em. Em mới rửa á, nói chung là dặn chân chu đàng hoàng, làm chân chu cho anh em ha. Để em dặn cái này ra, đồ này đồ lớn cho nên nó hơi nặng, em làm có con tay em làm không nổi nè. À, đây nó nè đó, hai đầu mình chuyển vô ha, mình siết lại ha. Cái này mình cũng quay đâu quay nè đó, mình giờ mình đang vô trong, mình thấy nó gọn thì mình quay vô trong, không ngay thì mình quay ra ngoài ha. Đó, mình quay ra ngoài đó, thấy không? Đó, cái này nó có cây siết nè, với một bộ lưỡi nó nè anh em ha, một bộ lưỡi nó nè. Đó. Thì lưỡi nó là bao gồm có số nè anh em, thấy không? 1/2, 3/4 nè anh em ha. Găng nè, đó. Thì anh em cứ lựa ha. Đó. Thì em không gành anh em, cho nên anh em nào làm thợ tiện, thợ cơ khí hoặc là làm ống rồi mới biết anh em, cái này là cái đồ mỡ nó nè. Ha, anh em có một cái đồ mỡ. Với lại mấy chục cái lưỡi đó anh em ha, với cái cây nè. Cái cây này nó thọc ở đây nè anh em. Học đây nè, để dành mình mở cái này ra nè, mở cái cây này ra nè, thấy không? Ra đó, tại em có con tay em làm không kịp, không được ha anh em, đó. Đó, ha, còn này là để dành siết, ha, ok chưa? Rồi, để em ghim điện em ấy máy cái em để cái camera đứng chỗ để vơ quá anh em nhìn không được, anh em thông cảm giúp em nha. Thì cái nào mà em có thiếu sót gì mong anh em thông cảm ha. Thì anh em nào mà em có thiếu gì thì anh em có bình luận thì anh em nói góp ý để em sửa ha. Rồi, thì bây giờ em dựng con máy này lên ngang mới được, nó mạnh lắm. Máy thì hoạt động ok anh em, hoạt động ok em gu luôn á. Nó nó xài đồ bự anh em, nó xài đồ gọi là đồ nặng á, nó dạng hạng nặng đó nè. Để em ghim điện đi. Rồi đây nè anh em, bật lên nè. Rồi cái này là cái đồ mà ấy chiều nữa nè anh em, đảo chiều mà dặn ga anh em ha. Cái này là cái dặn mình dặn ở trong chỗ này nè anh em. Đây nó có đồ dặn nè, dặn chỗ này nè, đó không? Đó không? Ở đây nó có một chiều không ăn nha anh em, chiều trên đây là không ăn nha. Nó cái này nó bị lâu quá, nó lâu quá, nó cái chỗ tiếp xúc nó không ấy anh em. Anh em về thay cái này ra ha, thay cái công tắc này nè, công tắc ngoài chợ bán đầy á, ra ngoài thay mua thay để vô ha. Đó
thì nó xài cơ mà rất là dễ anh em ha. Rồi để em dặn qua đây lại, tại vì cái đồ này nó đầu phá của nó nè, cái cục trong cho nó là phá của nó, để đảo chiều á, nói chung là vừa đảo chiều vừa phá là luôn á. Nó nặng quá anh em ơi ha. Rồi đây là cái đồ ấy nè, cái đồ này đồ ginh để mà mình để vô cái ống mình tiện anh em ha. Rồi máy này hiệu của Sonen gì nè anh em, Sone vậy nè ha. Đó bốn cái này là cái mã số gì đây không biết ha, thông số của máy rồi, đây là cái mã số của máy nè, mã số của máy là 375. Em kiếm cái tem của nó coi, đây cái tem nó đây nha, tem nó ha. Em quay xuống cho anh em coi cái tem nó ha. Đó. Này điện 100V nha anh em ha. Nè không có để watt anh em ơi, nó không để bao nhiêu ampere như watt vậy trơn á. Đó, nói chung là nó tiện, sắt ống tiếp là cỡ một 85 tới 55, 55 tới 85 nó có hai cái khuôn ha anh em. Đó, khuôn này xài trơn tru ok hết ha. Lưỡi rồi mình dặn cái này ra là mình thay lưỡi nè anh em. Ha. Cái này là mình ấy qua đấy lại được luôn nha. Đó. Tại vì nãy em dặn ra dặn vô con nào cũng trơn tru chứ anh em. Cái này là có đồ gài nó hay gì nè. Nè thấy không, có đồ gài nó nè anh em. Nè anh em gài nó nè, thấy không? Đó. Thấy anh em gài lại, anh em dặn xong anh em gài lại, anh em dặn này vô ha, anh em siết lại. Anh em lấy cái gì phá này anh em siết lại ha. Rồi cứ ngắt ha. Rồi. Cái này là hệ trung hiệu nó luôn ha anh em. Ha. Made in Japan này ha anh em. Hàng này là hàng Nhật chuẩn rồi khỏi nói, đồ bãi mà ha. Rồi cái này nó có hai cái khuôn vậy đó anh em, với lại mấy chục cái lưỡi nha anh em ha. Rồi cái này nhảy về thì cũng hơi lâu ha. Này là gian găng ống từ 85, ống từ từ 27 24 gì đó rồi tới 85 anh em ha. Anh em muốn diện bao nhiêu gian ha, thì găng trong đây là có kích cỡ găng 1/2 3/4 đồ các kiểu nè ha. Đó, này là 1/2 nè anh em, anh em lựa găng 1/2 1/2 đó. Nên có số này nè, số 3 nè ha. Ở đây mình có số 2 nè, mình lựa số 3 với số 3 giống nhau ha. Cái này số 1 nè, đó này số 3 nè, thấy không? Số 3 nó có hai loại anh em, loại cục loại dài anh em. Trong đây là nhiều bộ lưỡi lắm ha, số 3 có loại cục loại dài ha. Thì cái cây này là có cái ngàm của nó để mình đút vô á. Rồi máy chạy ok trơn tru, anh em cứ việc đem về là xài nha. Em bảo đảm với anh em là cứ việc đem về là xài thôi đó. Thì nói chung là nó đủ bộ nó vậy đó anh em ha. Rồi thì em sẽ bán con này, là con này hơi nặng nha anh em ha. Em bán một cái hai cái khuôn với một cái máy với lại một mô lưỡi luôn nha anh em ha. Nãy giờ em quay cũng khá lâu rồi ha, có số nè. Đó. Thì anh em về, nói chung là anh em làm cơ khí anh em nhìn biết rồi. Rồi thì em sẽ bán số 1 nha anh em, bán 1.800.000 nha anh em, hay 1.800.000 nha anh em, 1.800.000. Anh em chuyển khoản em bao ship, anh em không chuyển khoản anh em cọc giúp em nha. Con này á, là tiền ship nó khoảng cỡ 150.000 anh em ha, tiền ship khoảng cỡ 150.000 á, tại vì nó là trên, nó là tầm khoảng cỡ 20kg đổ lên anh em. Con này nè bán 1.800.000 nha anh em, có một cái máy, hai cái khuôn với lại một bộ lưỡi nha anh em, một bộ lưỡi nữa nè, một gỗ lưỡi nữa nè, cây rồi chìa khóa là phụ kiện linh kiện. Hình như là con này á nó trong cái thùng anh em, nhưng mà nó bị cái thùng nó bị hư rồi, cái thùng móp méo lum hết trơn rồi, em bỏ cái thùng anh em ha, em lấy cái máy thôi. Rồi nhìn cũng trơn tru lắm nhanh em, ok hết nha. Máy em đã rửa sơ rồi. Rồi thì nãy giờ cũng giới thiệu khá lâu, em cho qua nhanh em, thì em giới thiệu máy pin lại ha. Rồi em quay cái camera xuống xíu ha. Rồi rồi thì em có cái vít nè anh em ha, vít này là đầu trơn tru đàng hoàng ha, để em đây. Vít này đầu trơn tru đàng hoàng ha anh em ha. Đó. Không? Ra bằng thấy không? Đó. Thấy không? Nội là đồ Trung Quốc, không là cái đầu này 150 rồi nha anh em ha. Ở Trung Quốc á. Rồi cái này em bán 200.000 nha anh em ha, 200.000 có tặng mũi vít luôn ha. Nói chung là trơn tru ok nha, cái nào không ok thì em nói không ok, còn cái nào ok là em nói ok nha anh em, tất nhiên là xài ok đó. Ha, rồi. Số 2.
rồi 200k nha anh em ha. Cái con máy tiện găng đó thì anh em dự phó cọc giúp em nha, nó nặng lắm anh em ơi. Anh em nào không cọc là tội nghiệp em rồi, nói chung là hẹp cho em dữ lắm luôn đó nha anh em. Thì này em bán một cặp nha anh em, 500 nha anh em, máy còn chạy ha. Này anh em mua anh em tiện cái lưỡi nó như cái miếng lông đền cho anh em tiện xong anh em chui nó cái là anh em xài ha. Này là dao cắt giấy ha, dao cắt giấy pin ha, đây nó có chế độ phá nè, pin nó benzin còn sống luôn anh em ha. Thì cái này nè nó báo đèn nè, khi nào báo đèn đỏ là nó hết pin nha anh em ha, báo đèn đỏ là hết pin nha. Đó, khá ok ha. Thì cái con vít này thì em không biết câu ha anh em, em không biết câu, em bắn mù nha anh em. Mà con này độ bộ tùng nó rất là đẹp nha, view tour đồ bên trong không có bị gì hết, không có ấy gì hết trơn nha. Còn nói chung là còn màu xanh, còn bảy màu luôn á anh em, có mua tour còn bảy màu luôn á ha. Thì cái này là cái độ chỉnh lực nè anh em, độ chỉnh lực nó nè, nó có số nè anh em, chỉnh tới đâu chỉnh ha. Đó, chỉnh tới đâu là nó, thí dụ mà nó anh em chỉnh tới số 6 ha, đến này chỉnh tới số 4 đi nè, tới số 4 của nó nè, là tới số 4 nó sẽ ngắt nha anh em. Anh em khi mà anh em cầm á, thì anh em siết vô đây là cái đảo chiều ha, dặn dặn ga dặn vô là ở đây ha. Anh em đâu có thấy cái đồ mở đúng không, cái đồ mà này không phải cái nút mà khởi động luôn nha, nè khởi động nó là ở đây nè anh em, thấy không? Anh em khi mà anh em đút vô vít á, anh em đút vô vậy phải không, anh em nhận xuống ha, anh em nhận xuống, anh nghe cọc cọc không đó, thấy không? Thấy không? Anh em nhận xuống là nó tự động sẽ quay ha. Còn mình đảo chiều dặn ga dặn vô là chỉnh đây đó. Còn ở đây là cái lượt cái mũi nó nè nè ha, cái mũi vít nó nè, mũi vít này là mũi vít gài nha anh em ha, mũi vít gài ha. Đó, lúc cái đây gài lại đó, anh em đút vô anh em gài lại ha. Đó, anh em đút vô anh em lừa, anh em lừa cảm thấy nó lọt vô một khúc vậy đó, anh em buông cái đầu này ra ha. Đó, cái này là cái đồ chỉnh lực nè, đó vít chỉnh lực. Con này rất là xịn sò luôn anh em, thấy nó vậy á, nó của Hitachi nhưng mà nó xịn sò lắm anh em ha. Đây là cái nó không có cái nút mà để mà khởi động máy nha anh em, nó có nút nó nằm trên này nha. Đó, mình nhận xuống, mình xuống dưới chiếc ốc nào mình nhận xuống rồi mình dặn ha. Còn mình muốn mở ga mới vô là mình chỉnh đây ha. Đây có hai cục thang nè anh em ha, máy này nhỏ mà nó có vỏ nữa anh em, máy nhỏ xíu thôi, nhỏ xíu mà nó có hai cục thang chà bá thôi. Không, máy này nhìn nó đã lắm. Rồi em bán cặp này 500 nha anh em ha. Cái con này không mà có cái lưỡi em bán 600 con đó nè. Cái con này hơi bị khó kiếm luôn anh em ơi, nó lâu lâu cũng có một con, lâu lâu cũng có một con, nhưng nó không có hoài đâu. Con này nè, dao cắt giấy á, cắt giải á, cái giấy mà nhậm gì giải á. Rồi em ghi số 3 nha anh em, số 3 em bán cặp 500 ha, 500 ha anh em, chuyển khoản em bao ship nha. Rồi một cặp gì 500, con máy này là bán mù nha anh em, em không có biết câu nha, tại nó 4 cộng anh em, nó 4 cộng em không biết câu ha. Một cộng đen cộng trắng không biết phải không nữa, nó có cộng vàng cộng đỏ nữa anh em, em không biết cộng nào với cộng nào ha. Thì anh em về tự câu ha, nó cũng dễ câu lắm, đơn giản trong đây lắm, nhưng mà em không biết cho nên em không dám câu, em câu sợ cháy em hư á, hư anh em lỗ luôn. Anh em nào biết câu giúp em ha. Thì con này khỏi câu anh em về làm cái lưỡi thôi ha, em bán cặp 500 ha. Rồi thanh lý anh em, nói chung bán rồi thì bây giờ em bán con điện này đi ha, con điện này để em ghim điện vô. Con Hitachi ha, Hitachi còn rất là đẹp luôn nha anh em ha, anh em nhìn nè. Điện 100V nha anh em, 2600 vòng phút 3.8A ha. Này là V12VC ha. Đó, nhìn con rất là đẹp luôn nha. Điều tóc nè. Đó. Rồi. Con này rất là ok anh em mua về là không cần phải đắn đo gì hết trơn em. Nhưng có con này có cái lỗi chút xíu đây nè anh em. Đó, con dây nè chứ không gì hết trơn, cái máy thì ok, còn có con dây nó có lỗi xíu con dây nè ha. Đó, tại con dây nó bị cấn em cắt ra em nói lại á. Bóng đèn này anh về anh em thay pin vô ha. Nói chung là nhìn bóng đèn là anh biết nó đẹp rồi ha. Đó, nói chung là con này ok luôn. Thì anh em con này anh em về á, anh em sửa xe Honda anh em mua về cho em. Chắn cái đầu này vô. Anh em muốn mua cái đầu thì 40.000 nữa ha, cái đầu này nè. Anh em về mở nguyên chiếc xe Honda luôn, con này rất là khỏe luôn, mở xe Honda là vô tư luôn nè. Đó, thấy không, điều tóc nè, con này còn rất là đẹp luôn nha anh em. Thôi em bán chung cái đầu này luôn đi, 650 nha anh em, chung cái đầu luôn đi 650. Anh em về muốn bắn to anh bắn, anh em muốn mở ốc xe thì anh em mở ha, em có bắn luôn cái chung với cái đầu luôn ha, em để dính luôn nha anh em, 650. Máy chạy ok, vệ sinh rồi luôn nha. Rồi
Rồi anh em nào thương thì cho em xin một like lượt đăng ký nha anh em. Em xin cảm ơn anh em rất nhiều nha. Thì những cái con nhỏ nhỏ về em ship code nha anh em. Đó, con nhỏ nhỏ anh em khỏi cần cọc, em ship code xem hàng trả tiền anh em. Muốn lấy uy tín với anh em là phải làm vậy ha. Rồi số 4. Số 4 em bán 450 là có cái đầu luôn nha anh em. Số 4. Ha, số 4 650 có cái đầu luôn nha anh em. Rồi. Anh em mua con, anh em sửa xe á, anh em cũng mua con này được. Mà anh em bán tôn cũng mua con này được ha. Con này có điều tốc thắng đồ đầy đủ ha. Tại vì điện á nó không phải thắng như pin đâu nha anh em. Anh em đừng đòi thắng điện mà thắng như pin nha. Đó. Ha, đó. Điện lúc nào nó cũng thắng vừa thôi chứ nó không thắng như pin, thắng nẹt lạc lửa đâu ha anh em. Rồi. 650 ngàn ha, máy bao đẹp cho anh em luôn. Con này là còn khoảng 90% đổ lên anh em, than còn ngon lành luôn. Bao với anh em luôn, anh em mở ra không đúng như là em nói anh em trả về cho em ha. Rồi, thì em có cây Makita. Ồ, đầu phía ha, để em lấy pin. Em không có pin 18, em lấy pin 14 đi. Ha, pin 14 thì để pin 18 anh em nói em này kia nọ nữa, em test pin 14. Ha. Em có pin 12 nha anh em. Hết rồi, bán hết rồi anh em ơi. Đó. Đó. Rồi, để em bán con ống chích cái ha. Con này khỏi nói anh em, huyền thoại của Makita nè. Rồi. Thấy không? Dột đuôi. Rồi, dột cái đuôi nè. Rồi, cái đuôi này gắn ấy quá. Rồi. Cái này là máy phun chức năng nha anh em. Ha, em giới thiệu hơi nhanh gọn lẹ xíu ha. Tại vì bán rẻ mà cho nên anh em mong anh em thương và ủng hộ ha. Đây, rồi. Thì những con này em ship code hết anh em, vô tư nha. Em ship code hết, tại vì em biết những anh em bên kênh em toàn là những anh em toàn là uy tín luôn anh em. Mà không có, nói chung là không có, hình như là không có bơm luôn á. Rồi em đi lại số 5 nha anh em, số 5. Số 5 em bán 380 nha anh em. 380 ha, máy full chức năng vệ sinh rồi nha, bảo đảm máy ok nha. Đó, anh em muốn bảo hành cho em thêm 50 ngàn nữa, em bảo hành cho anh em 3 tháng anh em xài ha. Đó, em bán 380 ngàn ha, để coi đầu coi. Nhích nhẹ thôi nha anh em, hầu như không nhích luôn á, cứng khờ luôn nè ha. Để em coi có lơ lắc không. Rồi có nhích nhẹ nha anh em, có nhích nhẹ nha. Đó, anh em về xài vô tư. Cái nhích nhẹ này nè, anh em muốn nhích nữa là rất là lâu luôn á, vậy á. Rồi con số 5 là em bán 380 ngàn ha, chuyển phải em bao ship nha anh em. Cho con ngoại hình á, đó cho em anh em coi ngoại hình. Ngoại hình hơi dơ nha anh em, này hơi dơ nhưng anh em mua về xài thì không quan trọng, này quan trọng cái ruột bên trong là nó chất lượng nha anh em. Em bảo đảm với anh em ruột bên trong là ok hết nha. Đó, nó không phải mà như mới 100% nhưng mà nó rất là ok, anh em mua về xài là không bao giờ lầm ha. Đó, em bảo, em hứa với anh em là vậy ha, chứ không phải mua về đem về bấy nhầy đâu nha anh em. Nó 380 ngàn, thân máy vỏ pin, thân máy vỏ pin nha anh em. Rồi thì cái này em bán nguyên bộ nha anh em, máy pin sạc luôn nè, Makita. Rồi để em giới thiệu con này đi. Rồi con này là con cắt ti mình để pin 14 luôn, pin này 14 không biết còn nhiêu won nữa. Cắt ti nè, em vệ sinh rồi em chưa có thử nữa, để em thử test cho anh em xem luôn ha. Sẵn đây thử cái nào có gì nói với anh em luôn ha. Rồi à, dạ anh em nhớ chỉnh này nha, khi nó kêu vậy nè anh em ha, anh em chỉnh này qua ha. Đó, anh em nó chỉnh này nè, nó kêu vậy á là anh em cắt đồ nhẹ anh em, nó có 2-3 chế độ lận, thấy không? Ù, cắt cái ghê vậy nè, không cái hết rồi anh em, cắt hết được anh em, cái ốc này cục quá, cắt hết được rồi. Rồi cắt ok nha anh em ha. Rồi cái này em bán thân máy vỏ pin ha anh em. Để em kiếm cái vỏ pin. Rồi, em lượm cái vỏ pin để vô. Thân máy vỏ pin em bán 500 nha anh em ha. Máy em đã vệ sinh rồi ha, cho anh em coi sơ máy cái ha.
đó, thân máy giáo pin. Khi nào mà nó nghe cọc cọc á, anh em chỉnh qua bên đây à, nó mới nghe. Anh em kéo qua đây là nó không nghe đâu nha anh em. Tại anh em biết sao không, bên đây là nó, anh em chỉnh qua đây đó, hình như là nó có cấp trượt anh em, nó có chế độ đây nè. Đó, anh em tùy theo anh em cắt cái món đồ ha, anh em cắt cỡ nào thì anh em chỉnh cỡ đó ha. Nhưng mà anh em nhớ là vô là phải vô hết số nha anh em, vô một cái một vô hết số vậy nha. Tại vì nó có cần lừa anh em, anh em mà lừa không tới nó hoặc không gì là nó mau mòn nha. Anh em xài đồ anh em phải biết nha anh em. Anh em nào mà biết rồi thì thôi nha, còn đừng có vô ấy em ha. Còn anh em nào chưa biết thì em nói gì đó, anh em cứ tạm theo như là em nói là xài ok nè, xài biết chừng nào mới hư. Rồi. Rồi anh em khi nào mà anh em muốn bền nữa cái bờ, cái anh em muốn lâu cái lâu mò cái mò cái lưỡi này nữa là anh em làm cái sắt ở đây, anh em hàng con ốc cho đây anh em cấy ha, anh em cấy khi nào anh em để sắt tới đâu là anh em cấy tới đó là anh em xài rất là bền luôn anh em ha. Bao anh em xài bền luôn á. Rồi. Rồi nãy là con số 5 phải không, giờ con số 6 nha anh em. Số 6 em bán 500 anh em, 500 thân máy gió pin luôn nha anh em ha, 500 thân máy gió pin. Còn anh em muốn đóng pin á thì 400 nữa nha anh em, tại anh em có gió pin rồi em sẽ tính là 300, đi cục sạc 100 nữa là 400 ha anh em. Là tất nhiên là con máy này là 900 là anh em có thể máy pin sạc là anh em về xài luôn ha anh em. Thì pin em đóng lại thì em sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng ha. Rồi. Thì bảo hành là bảo hành bằng uy tín chứ không phải bảo hành bằng cái miệng đâu nha anh em. Anh em nghe kỹ giúp em ha, thì mong anh em hiểu cái tấm lòng của em ha. Thì anh em thương em thì ủng hộ giúp em ha. Thì có nè, em nói cái đó nha anh em. Thì đây con mắt này nè, con mắt này khỏi nói rồi anh em, chỉnh lực 4 cấp chỉnh lực ha. À, 1 nè, 4 nè, 3 nè, 2 nè, 1 nè. Rồi chỉnh lực cò ha, chỉnh cò ha. Anh em để chỉnh cò thì anh em chảy ngay giữa nha anh em, cho nó gài lại anh em bấm dưới này ha, bấm dưới cái nhũ nhọn này nè, chỗ cái tay em nè anh em, chỗ cái tay em nè, bấm đây ha. Rồi. Thấy không? Đó, con này rất là trâu nha anh em thấy anh em thấy nó vậy nó rất là trâu luôn á. Trâu là bền đó anh em, xài bền đó nè. Nè chỉnh đèn ha. Rồi, máy chạy ok hết nha anh em, máy đã vệ sinh rồi ha. Máy còn nguyên bản zin hết luôn nha anh em, nguyên zin nguyên bản hết nha. Em không có sửa xiên chế cháo gì trên em không có biết. Đúng không? Chạy ghê không? Chạy chốc này luôn. Đúng không? Đó. Chạy dữ lắm. Ghê không? Đó. Con này nó có hơi ấy đây chút xíu nha anh em. Đó. Với điểm xấu nó hơi ở đây với đây một xíu nha anh em ha. Rồi cái này em bán thân máy nha anh em. Thân máy em bán 1,5 triệu nha anh em. Này có chỉnh lực chỉnh cò, máy không chổi thang nha. Máy này là 144, mắc 144 nha anh em. Rồi. Thì cái này là con số 7 nha, đây số 7. Số 7 em bán 1,5 triệu nha anh em, thân máy nha anh em. Thân máy 1,500,000, anh em muốn mua pin sạc gì đó thì anh em liên hệ với em tính sao ha. Thì trước tiên là em sẽ bán thân máy, tại vì anh em giờ xài đồ mấy con này là người ta xài nhóc hết trơn rồi ha, thì cho nên là anh em đã có pin rồi cho nên em bán thân máy thôi ha, 1,5 triệu nha anh em ha. Chuyển khoản em bao ship ha. Rồi rồi em còn 4 món này nữa nè ha. Bây giờ em giới thiệu cái cưa đi ha. Cái cưa này là cưa 18V ha, cưa 18V đèn đèn anh em. Đó, thì máy em đã vệ sinh rồi nha anh em, thì pin này là pin 3 hàng sale nha anh em ha, pin Makita 18V 3 hàng sale ha, này chung là máy ok ha. Đây là mình chỉnh nè, cái dạ. Lên xuống ha, dĩa này là 165 nha anh em, dĩa này 165 ha, cho anh em coi cái thông số này nè, không này là 18V nè, mã số trên nè ha, đây là dĩa này 165 nè ha, mặt in sao băng nè anh em, đó thấy không? Thấy không? Đó, con này là chuẩn Nhật rồi. Con này xài khỏi nói nha anh em, bao bền cho anh em luôn á ha. Thì coi cái mặt sơ nó cái này anh em, mặt nó hơi oxy quá xíu ha. Đó, mặt nó hơi oxy quá xíu ha. Anh em về xài vài lần là nó hết anh em, về xài vài lần là láng lại ha. Rồi cái này có cái dĩa luôn nha anh em. Đó. Máy còn ok trơn tru đàng hoàng ha. Thì máy em đã vệ sinh rồi sạch sẽ trơn ha. Anh em cứ việc đem về là xài thôi anh em. Thì đó. Rồi cục pin này á, là em bán 650 một cục nha anh em ha. 650 một cục, có sạc luôn là 750, thì em cho bảo hành cho anh em là 3 tháng ha. Trong đây là 15 sale ha. Có báo đèn ha anh em, 15 sale. Makita 15 sale. Rồi.
Rồi cái con cưa này là cưa 18 con dĩa 165 nha anh em, máy em đã vệ sinh sạch sẽ ok hết trơn ha. Nói chung là anh em cứ việc về mua về là xài thôi anh em, không cần phải nói gì nhiều hết anh em ha. Thì cái nào nó có cái gì thì em sẽ nói cái đó nha anh em ha. Rồi. Rồi cái này là em bán 800 nha anh em. Số máy số 8 ha. Số 8. Rồi số 8 em bán 800 nha anh em, thân máy nha anh em. Anh em muốn mua pin thì 650.000, chưa có sạc, còn thêm 100.000 nữa là sạc có quạt luôn nha anh em ha. Thì cũng sạc có quạt luôn ha. Thì sạc em giới thiệu mấy lít trước rồi đó anh em ha. Rồi. Thì cột máy là số 8 800 ha. Rồi em cho qua số 8 nha anh em. Rồi em tới con số 9. Rồi ha. Các con này hơi bị im luôn nha anh em nha, nghe nè. Điều tóc nha. Ha. Ok chưa? Con này quá im à. Đó, rồi. Con này hơi bị sướng luôn nha anh em ha. Để cho anh em coi sơ ngoại hình coi tem nó nè nè. Máy 14V nha anh em. Thương hiệu của nó nè anh em. Eman vậy nè. Đó. Ha, rồi. Thì cưa này là cưa 14V thì anh em đẩy lưỡi cưa này là lưỡi cưa thông dụng. Anh em cứ lên Shopee thì anh em cứ đặt là lưỡi cưa gỗ, cưa sắt đồ đó là nó đấy anh em. Thì anh em cứ đặt là anh em về anh em xài ha. Đó. Thì cái này là em bán thân máy nha anh em. Máy chạy ok, full chức năng. Rồi. Thì cái này là thân máy em sẽ bán là 650 nha anh em. Chuyển khoản em bao ship ha. 650 con số máy là con số 9 ha. Rồi con số 9 nha anh em. Số 9 650. Ha, thân máy 650k. Anh em về để cái đế của Makita vô anh em, anh em chế đế Makita anh em để pin trượt này vô xài nè anh em. Ha, xài bao ngon cho anh em luôn ha. Máy nó 14V để pin 14V ha. Đó. Rồi. Thì ở đây thương hiệu là te con máy này còn khá đẹp nha anh em, nhìn cái motor nữa nè, trắng tư ha. Ha, máy ok ha, máy em đã vệ sinh sạch sẽ ha, motor bọng nổ chổng nó còn ngon lành hết trơn nha anh em ha. Con này là đầu nó nhích nhẹ nha anh em, cái loại cưa kiếm là đầu nó phải nhích nhẹ vậy nha anh em ha. Đó. Rồi, cưa nào cũng phải nhích nhẹ hết trơn, cưa không than, cưa gì cũng phải nhích nhẹ cho anh em, bao với anh em luôn. Đây, số 9 650 nha anh em, thân máy nha anh em. Rồi, em thanh lý con này nha anh em, con này là nó bị mất đảo chiều nè, cái đa chiều bên đây nè anh em, cái chiều bên đây nè, thấy không, còn bên đây nè, thấy không, chạy ok thấy không. Pin này là pin zin 6 cell nha anh em, có báo đèn nè nè, đây có sao báo đèn nè. Thì anh em muốn mua sạc thì thêm 200.000 nha, em bán con này 1.000.000 nha anh em. Cái này nè, con này cực kỳ ít có cho anh em, rất là ít có luôn nha. Đó, rồi. Và cái này em bán là 1.000.000 nha anh em. Thân máy có pin luôn nha anh em, pin zin luôn ha. Pin zin nhận sạc zin luôn nha. Còn anh em muốn mua sạc thì 200.000 nữa là có sạc luôn nha anh em. Này là 6 cell ha. Đó, pin này 6 cell. Có sạc luôn nha anh em. Anh em mua sạc thì 200.000 nữa. Còn cái này là em bán thân máy pin này luôn, có pin, pin zin luôn nha. Nhận sạc zin luôn ha, 1.000.000. Cái cơ kiếm số 9 này, số 10 ha. Số 10 em bán 1.000.000 nha anh em. Ha, em để 1T nha anh em, 1.000.000 nha. Chữ G đi. Rồi. 1.000.000 ha. Máy pin luôn nha anh em, máy pin luôn, pin này về xài còn ok luôn nha anh em ha. Pin này nè. Pin này 6 cell, cái vỏ này cực kỳ hiếm luôn nha, cái vỏ này là vỏ zin của nó luôn á anh em ha. Đó. Rồi. Ha. Thì con này á, thật sự ra thì em có bán rẻ vậy đâu anh em, thật sự luôn. Tại vì nó mất 1.000.000 vậy nè, cho nên em bán rẻ ha. Thì có cục sạc luôn nha anh em, sạc 200.000 bao sống luôn ha. Rồi. Thì cái này em bán 1.000.000. Rồi em cho qua nha anh em. Rồi tới con 14V nè. Thay 14V này em bán bao gồm là máy pin sạc luôn nha anh em. Ha, máy pin sạc luôn ha. Cho anh em coi sơ cái máy, con máy này còn rất là đẹp cho anh em tem này nè. Con này là 130 nha anh em ha. Đó, máy còn ok luôn nha anh em có siêu tầm được luôn á, con này nè. Đẹp từ trong ra ngoài luôn, em bao anh em đẹp từ trong ra ngoài luôn nha anh em. Cái từ còn trắng tư luôn. Đó. Cái dành từ anh em, cái dành từ còn trắng tư luôn ha. Máy thì full chức năng rồi, khỏi nói rồi con này à. Ha. Đầu không gơ lắc gì đâu nha anh em. Ok luôn, con này là phải nói là ngon lành luôn anh em. Em sẽ sạc pin nha anh em ha. Để em sạc thử cho anh em xem luôn ha. Đây.
cái báo đèn xanh là đã đầy nha anh em ha. Rồi rồi bây giờ em bao anh em là sạc nha, tại vì em đã sạc đầy rồi cho nên em bao anh em sạc ha. Thì tại vì em cũng rút ngắn thời gian cho anh em xem ha. Đó, lão kèo nè. Rồi em sẽ thấy cho anh em xem nè. Trời ơi, mạnh lắm anh em, chạy như mấy không thang vậy. Thấy không, đã chiều nè. Thấy không? Rồi, em bao anh em là con này đẹp từ trong ra ngoài luôn ha. Em sẽ bán nguyên bộ vậy là mấy pin sạc luôn nha anh em ha. Pin này pin zin, pin này bao đẹp cho anh em luôn, cái cell bao đẹp cho anh em luôn ha. Nó cái vỏ này anh em biết nó đẹp rồi nè. Thấy không? Đó. Ha, rồi. Này em sẽ bán là nguyên bộ nha anh em. Nguyên bộ em bán 1,5 triệu nha anh em. Đó, nguyên bộ vậy đó anh em, 1,5 triệu. Máy là ok luôn ha, anh em về máy này chân chơi cũng đẹp nữa anh em. Thật sự luôn, con máy nó quá cho đẹp rồi. Tay còn liền do luôn nè, thấy không? Đó, chữ này chữ trắng tư luôn nữa, thấy không? Không sóc ấy luôn ha anh em. Đó. Cho anh em coi sơ cái ha, coi kỹ kỹ chút xíu ha. Đó. Không? Cái dành cao su này nó hơi ấy với chút xíu nè, mềm mềm nhầm nhầm đây chút xíu nè, chứ không có gì chơi nè. Đó. Chỉ có vậy thôi à. Đó. Anh em coi kỹ video giúp em cái ha. Đó. Ok chưa? Rồi. Máy pin sạc 1,5 triệu nha anh em. Con số 11. Đây 1,5 triệu nha anh em ha. Máy pin sạc bao cầm bao sạc luôn. Rồi, máy bao ngon luôn, máy đẹp bao từ đẹp từ trong ra ngoài luôn nha anh em, chứ không phải cái vỏ đẹp ở trong nguồn số quắc đâu ha. Bao về đẹp từ trong ra ngoài luôn. Pin này cũng vậy ha. Sạc này thì khỏi nói rồi ha anh em, sạc này nè. Đó. Sạc này nó dính dơ thôi nha anh em nè, thấy không? Anh em chùi nó ra nè, thấy không? Đó, dính bụi thôi anh em, đó anh em thấy cái lằn bụi không? Đó. Thấy không? Đó, thấy không? Ok hết nha anh em. Rồi. Rồi. Số 10 đâu rồi? Rồi số 11 là 1,5 triệu nha anh em, máy pin sạc trọn bộ vậy nha anh em. Anh em mua về là xứng đáng đồng tiền anh em. Anh em bỏ một lần tiền ra anh em chơi nguyên bộ đồ game về xài cho nó sướng anh em. Với lại những cái con này không phải mà nó dễ có nên anh em lâu lâu mới có một con thôi chứ không có lâu đâu mà có hoài ha. Rồi. Cho qua nha anh em. Nãy giờ giới thiệu cái con ấy thì giờ cũng lâu rồi. Rồi. Thì em còn con mắt này anh em, cưa này em chưa vệ sinh nha anh em. Cưa này em chưa vệ sinh 14V. Ha, nó hơi dơ nha nhưng mà nó rất là đẹp nha. Anh em thấy nó vậy nó hơi dơ nhưng nó rất là đẹp nha. Đó, tem bọng nó nè anh em coi nè. Cái tem bọng nó nè. Thấy không? Sáng giới luôn thấy không? Đó. Em chưa vệ sinh thì anh em mua về em sẽ vệ sinh ha. Anh em mua thì em sẽ vệ sinh cho anh em ha. Bây giờ em làm không kịp anh em cho nên em không có vệ sinh ha. Rồi, test máy ha. Rồi ha. Có dĩa đó là 125 nha anh em ha. 125 nhân 1.1 nhân 4 400 mấy vậy đó. Nè, đó. Mã số nữa ha. Đó, ha. Anh em mua con này về em bao anh em xài luôn. Này là nó dính ba cái ấy anh nè ha, nó bắt cắt ba thạch cao, nó cắt ba gì nè, nó dính này thấy không, anh em chùi nó ra là thấy không, nó chùi nó ra là thấy không, nó dính đó, em chưa vệ sinh em làm không kịp anh em. Này còn cái cây nguyên của nó luôn nè ha. Rồi thì cái này em bán thân máy anh em ha, nhanh gọn lẹ cho anh em đỡ mất thời gian ha. Anh em nào vừa ý thì cứ alo cho anh em muốn cái gì thì cứ alo cho em ha. Rồi cái này là số 12 nha anh em, số 12 em bán 750 thân máy nha anh em ha. Em bán 750 thân máy nha anh em. Rồi máy là máy có thang ha, hiệu mắt ha anh em, đó chữ mắt nè. Đó, máy còn đẹp ok luôn á con này á, thấy không, tem bọng nó còn ngon lành luôn ha anh em. Đó, ok chưa. Đó, nữa em sẽ vệ sinh cho anh em nhìn cái là mê liền, sạch sẽ cái là nhìn thấy ngon lành liền anh em ha. Rồi đây là số 12 nha anh em, em cho qua số 12 ha. Số 12 750 ngàn chuyển khoản em bao ship luôn ha. Rồi thì em còn cặp này. Đây, đây là em bán là thân máy nha. Đây nè, cái đầu này là để đầu kẹp này 3 ly nè anh em ha. Này là đầu này là không gơ lắc gì đâu nha anh em, ngon lành hết trơn nha anh em. Dây này là dây em thay mới anh em ha. Dây này em thay là tốn 90.000 rồi đó anh em ha. Không dây không là 90.000 rồi đó. Đó, thấy không? Điện 110V nha anh em ha. Rồi, chạy ok hết nha, để em test sơ cái. Này là bao khỏe cho anh em luôn. Rồi. Chạy
mạnh đó anh em. Anh em cái này là anh em làm đồ lớn lớn, anh em phay gỗ, phay chỉ, phay điêu khắc rồi đó. Anh em nên mua con này về xài ha. Rồi ha. Số 13 400 nha anh em. Số 13 400. Rồi cho qua điện 100V nha anh em ha. Rồi. Rồi tới con này. Là cặp cuối cùng của em luôn ha anh em. Con này là em bán giùm cho anh khách ha. Thì cặp này em bao anh em mà full nha anh em, chạy ha. Nói chung là chạy ngon lành hết trơn nha anh em. Nè thân máy không có pin nha anh em. Anh em muốn mua pin thì mua pin thêm ha. Còn anh em không mua pin thì anh em về đóng pin vô ha. Thì con này em bao cho anh em là chạy hết ok nha. Đó, chạy ngon lành, em bán cặp 800 nha anh em ha. Còn là em số 13, số 14 800. 800 một cặp nha anh em ha. Rồi. Anh em muốn mua lẻ thì con 400 nha anh em. Muốn mua lẻ thì con 400, một cặp thì 8, cặp thì 800. Anh em nào mua một cặp thì em sẽ bao ship ha, nếu mua một con thì 400. Rồi cho qua nha anh em. Rồi em đây còn con bắn keo nha anh em. Đây em còn con bắn keo. Keo này là đúng là đồ sưu tầm nè anh em. Đó. Không? Đây. Đó. Cái này là găng của nó để nó chạy anh em. Đó. Anh em kéo ra, anh em vô keo anh em kéo ra. À, anh em kéo ra. Không biết anh em nhìn hết không ha, kéo ra ha. Rồi, anh em quay này. Anh em nhớ quay nhớ nhận xuống nha anh em, nhận xuống nha. Nhận xuống gài lại. Đó. Lại dính nha anh em, lại dính nha. Đây chạy nè. Rồi hết pin rồi ha. Hết pin anh em ơi ha, hết pin nè. Mới nhấp nhấp mấy cái hết pin nè. Rồi. Pin này là pin zin của nó luôn anh em ha. Rồi em bao anh em là chạy full ok nha anh em. Khi nào anh em mua thì cứ alo cho em test cho anh em xem ha. Thì con này nó có bao anh em là đẹp từ trong ra ngoài luôn anh em, đẹp ok. Máy em chưa vệ sinh nữa anh em, nhìn con máy là nhìn pin nó nè anh em ha. Pin nó là 1 cell ha. Anh em về để pin Samsung vô một viên một, hoặc là viên VTC6 vô một viên một anh em xài vô tư luôn ha. Rồi. Này cái này là mình ấy ha, này đút keo vô đây anh em, bỏ cho keo vô đây. Rồi, cái này là anh em cứ bấm, việc là bấm là chạy thôi anh em, khỏi cần bóp mệt ha. Anh em nhớ bấm thì hết keo á anh em gài qua ha. Anh em gài đó, gì nào vô ngàm nó sẽ ấy ha. Đó. Gài lại là dính nè nha anh em ha, gài lại dính nè. Tất nhiên là nó quay đó nó đẩy tới anh em. Khi anh em gài lại đó, anh em kéo ra không được là tất nhiên là bấm lên nó chạy nó sẽ đẩy tới ha. Rồi cái này là anh em gài lại. Anh em nhận chú anh em gài lại ha. Đó, nhận chú gài lại ha. Đó. Khi nào mà anh em muốn thay keo á anh em quay qua, anh em kéo ra. Đó, thấy không? Anh em dẫn này ra anh em thay keo vô ha. Rồi. Máy thì em bao chạy ok hết trơn rồi ha anh em. Máy là nói chung là con máy nhìn trong cái hộp là anh em biết nó đẹp rồi ha. Thì rồi, thì con này em sẽ bán là 750 nha anh em. Con số 15 ha. Đó, con số 15 750 nha anh em, thân máy cái hộp luôn nha anh em ha. Pin này còn chạy nhưng mà em thấy cái pin này nó làm như nó không cầm anh em ha. Anh em về thay pin đi sen vô. Có lộn thay pin Samsung cho anh em xài ha. Đó, máy em chưa vệ sinh chưa rửa trơn nhưng mà máy còn rất là đẹp nha anh em. Rồi, thì cái này là một con này, con này là con cuối cùng của em ha. Thì anh em thương em cho em xin một like, một đăng ký nha anh em. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho em ha. Nhiều khi anh em điện cho em không vô thì anh em cứ nhắn tin cho em ha. Chút xíu em thấy tin nhắn em sẽ điện lại ha anh em ha. Rồi, thì thôi video em kết thúc tại đây nha. Chào anh em, chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Hẹn anh em lại video tiếp theo nha anh em.